Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị tùy tộc đệ thính, chư vị đã nhiều đời do vô minh không hiểu Phật pháp, không quy tam bảo, tạo ba nghiệp nên hôm nay phải làm thân súc sanh, thân mạng mong manh nằm trên đau thớt chảy da róc thịt, ngoái tim ruột ruột, lột da, mổ não, chiên xào não nướng, thật là thống khổ vô vàn. Hôm nay chư vị có duyên lành gặp được Phật tử ân nhân Si Diệu Trần phát tâm bỏ tiền tài 3.500.000 ra mua chuộc mạng chư vị về quy tam bảo, niệm Phật và phóng sanh. Nguyện cầu cho chư vị sau khi được thả ra tìm một nơi an toàn để tu hành quy tam bảo, quy Đức Phật A Di Đà, đồng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Chư vị hành dịp tâm lại đọc tám từ quy y theo chúng tôi: chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng bất đọa vãng sanh, chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng bất đọa vãng sanh, chúng sanh quy y Phật, chúng sanh quy y Pháp, chúng sanh quy y Tăng, chúng sanh quy y Phật bất đọa địa ngục, chúng sanh quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ, chúng sanh quy y Tăng bất đọa vãng sanh, chúng sanh quy y Phật cảnh, chúng sanh quy y Pháp cảnh, chúng sanh quy y Tăng cảnh, chúng sanh sở tạo chư ác nghiệp do vô thủy tham sân si từng tưởng trùng thân ngự ý chí sở sanh, nhất thiết chúng sanh gia sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Quý mạng lệ A Di Đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cùi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.